chiều tới rảnh quá làm gì, ra đảo thuê xe ship đi một vòng quanh đảo, nghe nói rất là hấp dẫn luôn, đúng không? Hòn mà hồi sáng bơi lặn ngắm san hô dưới đó. Nó hình dạng con rùa, người ta gọi là hình rùa. Cái đầu rùa là ngay trước đó rồi. À, thấy rồi. Cái này cái đầu con rùa, còn đây cái mình con rùa. Wow. Bởi vậy người ta gọi là hòn rùa. À, nhìn giống như con rùa đang bò ra biển quá ha. Thường kế bên đầu con rùa sẽ có bà bán nước. Mà công nhận trong một khung cảnh bất tình này vẫn có một bà bán nước. Hermoso tu cara la mera mera, me encanta el look de la nueva era. Dile a Mike que ya le encontré nuera. Đây là ta gọi là bãi chướng. Bãi chướng là bãi gió chướng gì á. Đây là tại dưới con chó. Tại đây dưới con chó nên ta gọi là gió chướng. Pero fiel, ese nivel que tú cargas, se te ve tan bonita en esa tanga. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Cuando puente se me. Bãi tắm ở bên này á thì rất là nhẹ nhàng. Sống rất là êm luôn á, rất là êm. Và cũng rất là ít người, nó hoang sơ. Thì nó cũng khá là xa so với cái cảnh ở bên kia. Más lunáticos.